riêng cá nhân chủ nhá. Nếu mà nói cứ tinh thần phục vụ đúng như thế này, ăn uống đúng như thế này với chú là quá mỹ mãn. Thế là một cái tài thực tế trong cái cuộc của thành phố cháu hữu nghị bao nhiêu quyền cháu, nhưng nếu như với mức độ chú ngày hôm nay cháu không có lãi. Không ạ, tao có lãi rồi. Có nhưng mà không có lãi. Không có lãi. Đúng. Không có lãi. Mình nói nó phải chính xác chứ là có. Có lãi. Nhà thuê, công nhân thuê nó không làm được đồ mua nhưng có, nhưng mà không nên gọi là ngày hôm nay với cá nhân. Có, yêu hóa là cái tốt. Cái gì ví dụ? Chú nói ví dụ. Nói ví dụ nhá. Cái lẩu hải sản chú thấy so với thị trường là cháu rẻ. Rẻ nhá. Đã tầm đất. Ngao nghêu là sao cháu ít thôi. Ngao nghêu báo cáo chú là không bán kinh doanh không có lại. Không, không, có cho nhưng ngao nghêu thôi. Này cháu có lại. Không, có, tao biết, tức là có. Mày biết ngao lại không? Không, hỏi chú là về chất lượng bia hơi nào? Bia hơi thì khách quan đây này. Bây giờ chú thì rượu rồi, uống 2-3 chén rượu rồi, nhưng bia đấy này. Bia hơi ngon, rót rất tốt và lạnh, đủ lạnh rất tốt. Bia hơi rất ngon. Không thật, bia hơi rất ngon nhưng chẳng qua là mùa này nó không hợp. Dạ. Mùa này nó hơi bị lạnh, nó không hợp bia, nó uống nó không vào. Còn ví dụ như là mùa hè ấy thì mỗi ông làm 2-3 chắc bia rồi thì hồi rượu thì lúc ấy thì nó bất khuất thì không nói gì này. Chú nhá, vừa rượu vừa bia, bất khuất cứ một hớp rượu. Nó hợp rượu thôi. Chú chỉ cảm ơn cho em là quá mi mãn. Tao không hiểu cho em một câu. Quá mi mãn thôi. Anh hỏi đến tôi đây này. Gần người Phát Huy. Cháu luôn Phát Huy và... Làm tốt. Thế à? Mà làm sao lúc làm ra không nọ tao có là... Tao bảo tao mua một đĩa sao tao cầm 130.000 nó đéo bán nữa đâu. Lần sau chú điện thẳng vào cháu nhá. Nếu đéo tao đéo tao điện thoại mày. Cháu rẻ 100.000 nhân viên. Mà phải cần thiết thì tao uống ở đâu cũng được mà ăn ở đâu cũng được. Chú điện thẳng vào cháu số này. Nhớ 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 như vậy chú điện thẳng vào cháu. Cảm ơn nhà hàng nhá. Cảm ơn nhà hàng. Cảm ơn em về. Cháu chờ xong. Thế là cảm ơn các cháu nhá. Vâng. Vâng. Anh lên xem anh đi.